Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review chi tiết sau trải nghiệm khoảng hơn 1.500 cây số đối với chiếc Z1000 SX đời 2016 này. Cái này còn có một cái tên nữa là Ninja 1000 nha các bạn. Chiếc xe này thì từ ngày lấy về tới giờ là cũng đã có thêm một số thay đổi, gắn thêm lên đồ chơi các thứ và để chủ yếu để phục vụ đi tour thôi. Bây giờ thì mình sẽ quay một vòng tổng thể để cho các bạn xem trước nha. Rồi sau đó là sẽ mô tả chi tiết là mình đã lên những cái gì và cảm giác nó như thế nào nha các bạn. Rồi đi một vòng trước đi. Rồi đầu tiên là cảm nhận của mình đối với chiếc xe này là nó to, rất to và cao. Chạy nói chung là đi trong đường trường ở ngoài á, thì rất là thoải mái, nhưng mà đi thành phố thì thực sự nó khá mệt. Cảm thấy nó hơi bị, nghĩa là nếu mà đường đông á rất là cực, mặc dù là cái con của nó là cũng nhẹ lắm rồi đó, nhưng mà mình vẫn bóp thì mình thấy nó vẫn hơi cực một tí xíu. Rồi bây giờ một số những cái quan tâm, thứ nhất là cái kiến, thì đối với chiếc này là cái gương hậu á là vẫn bật ra bật vô được nè, nhưng mà nó lại khi mà cái chế độ mà nó gạt vô hết á, bạn thấy nhìn nó vui lắm, tức là nó giống hai cục râu phía trước luôn, nó gạt hẳn vô phía trong này luôn nè, chứ nó không có phải là nó nằm xuôi theo chiều của cái xe mà nó bật ra hẳn như vậy luôn. Còn khi mình mở ra thì đây, nó là như thế này. Và đối với kính sport thì mình vẫn không thích ở cái chỗ là cái tầm nhìn do nó ngồi xa cái người mình á, cho nên là cái tầm nhìn nó cũng không có đã bằng những cái chiếc nét, chỉ cái gương nó gần hơn. Tiếp theo thì chiếc này thì có hai chế độ lái và traction control. Thực sự là mình cũng chưa có trải nghiệm hết được cái đường trường đối với chiếc xe này, cho nên là cái trải nghiệm về traction control và hai chế độ lái thì cũng chưa có nắm được rõ lắm. Đây các bạn, cái traction control của nó và hai chế độ lái đây. Hôm bữa lúc mình khi mình mua lấy cái xe này về thì mình có quay cho các bạn coi rồi đó. Ở đây là mình chọn đang ở chế độ powerful nè. Rồi nó có một chế độ nữa là low. Rồi traction control thì có 3 mức ha, mức 3. Rồi mức 2, mức 1 và off nè. Đó là traction control. Về độ tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì ở đây auto nó nha các bạn. Auto nó là và trip là như nhau nè. Vẫn đang là 1.485 km hết ha. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tới thời điểm này đo được là tầm khoảng 8.9 khoan từ để mình coi lại. Này nó đang đổi ở cái mức rồi. Hồi nãy mình thấy nó là khoảng 18 km trên lít. Cái này chạy mới thấy được các bạn. Rồi đó là cái về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu ha. Tiếp theo là chiếc xe này nó cũng có một cái tiện nữa là kính chắn gió 3 nấc, có thể gật lên gật xuống được. Đây mình đè nó xuống nè, sau đó mình có thể đẩy kính chắn gió này lên. Đây là mức cao nhất nè các bạn, ở cái view cao á là cái kính chắn gió nó cao như vậy luôn nè đó, các bạn thấy không. Bây giờ nếu mà mình hạ nó xuống cho bạn coi mức thấp nhất, và mức thấp nhất của kính chắn gió tức là mình nếu mà nằm ôm xuống á là nằm rạp bình xăng thì kính chắn gió này nó vừa đủ để nó lướt lên trên cái nón bảo hiểm full face của mình. Cho nên nếu mà đi đường tốc độ cao, đây cái kính chắn gió ở chế độ thấp nhất các bạn thấy không, nó nằm sát xuống dưới luôn. Còn cao hơn nếu mà đi đường mà đi chậm và thoải mái thì mình bật kính chắn gió lên để cho nó đỡ có tạt gió vào người. Rồi đó là cái điểm rất là tiện lợi của chiếc này. Tiếp theo thì về mặt số rồi côn rồi máy thì do chiếc này rất là mới cho nên là cũng không có nhiều khác biệt so với chiếc Z1000. Khi nào mà mình chạy cái đường trường á mình mới thấy được là nó có cái hiệu suất của cái chuyện mà có chế độ lái và cái sự control thôi các bạn. Này đi mấy đêm trời mưa quá chưa có rửa được nữa, nhất là cặp thùng nè bạn thấy không. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô chi tiết một số những thứ mà mình đã thay đổi đối với xe này để phục vụ cho việc đi xa của mình thôi. Chiếc này vẫn để bujin ha, lý do là cho nó êm, vì thực ra là khi bật bujin của chiếc này á nghe cái tiếng nó vẫn có rất là lực. Để thử luôn ha. Nè các bạn nghe không? Nó cũng rất là lực. Rồi bây giờ thì sẽ đi vô chi tiết từng cái phần mà mình đã thay đổi trên chiếc xe này. Việc đầu tiên đó là thay cái led. Đèn zin của nó là đèn halogen, thì cái này đã được thay bằng cặp led H7.
và rất là sáng các bạn, nó cho ánh sáng trắng và sáng hơn cái đèn zin nhiều. Bây giờ bật công tắc lên nha. Đây đề máy luôn cho các bạn lại lần nữa. Đó, ánh sáng là nó cho ánh sáng trắng, rất là sáng các bạn, và công suất nó thấp hơn. Thứ hai là cái đờ mi zin nó là halogen thì được thay bằng cái cặp đờ mi của Ocram, và mình lên màu đỏ luôn cho nó ngầu. Đây bạn nhìn thấy phía trước. Tiếp theo thì hệ thống điện được lên hai cặp ốc tiêu. Cái này nhỏ nha, có vỏ nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Nó ốc tiêu nhỏ xíu xíu à. Hai cặp ốc tiêu này rất là dễ thương. Thế nó được, nó lợi hại lắm. Rồi, giờ cặp ốc tiêu này bạn coi nè. Mình sẽ đi chung. Bình thường nó đang tắt này nha. Đây bình thường nó đang tắt. Bây giờ mở cặp ốc tiêu này lên. Thì nó sẽ có hai chế độ, đây là chế độ code nè các bạn. Và là ánh sáng nó sẽ đi thấp xuống dưới, và đây là chế độ pha. Và khi pha thì nó sẽ lên cái pha màu vàng. Đó, bạn thấy là đèn pha nè, đèn code nè. Bên này cũng vậy. Đây, đây là cặp code pha. Và nó đi theo cái đèn của đèn chính luôn. Đó là cặp đèn thứ nhất. Cái này là nếu như mà chế độ code này mà đi ban đêm á, bữa nào sẽ quay. Chuẩn bị sắp tới đi tour Trường Sơn Đông thì mình sẽ quay ban đêm cái dàn đèn cho các bạn coi. Rồi, tắt cái này. Mình xài độc lập. Khi nào bật nó lên. Đó, thấy không? Bật mở nè. Rồi, xài chung. Thì cái này nó đi chung với cái đèn zin của xe. Tiếp theo là ở dưới này được gắn thêm một cặp L6X nữa. Đây các bạn, L6X. À, lý do đây nè, bạn nhìn nè, L4 thì nó chỉ có 4 cái nhân led ha. Cái này là có 6 cái nhân led bên trong, và cái này là ánh sáng vàng nắng nha. Nó không hẳn là trắng mà cũng không hẳn là vàng nữa. Nó màu màu chanh nhạt nhạt thôi. Đây các bạn nhìn cái đèn. Đó. Rồi. À, và cái cặp đèn này thì nó hoạt động như thế này. Vẫn đi theo pha và bát xin luôn. Bát xin nè. Rồi, pha nè. Rồi, bây giờ nói thêm về cái hệ thống đèn trên cái xe này khi mình đấu trên hệ thống xe này như sau. Thứ nhất là ở đây mình có hai công tắc. Công tắc thứ nhất là bật, cái này là bật cái đèn nhỏ. Công tắc thứ hai là bật cái đèn L4 ở dưới, nhưng mà hai cái này là chỉ là cái nút kết nối thôi. Tức là thí dụ như bây giờ mà điều khiển nó là vẫn xài pha với bát xin. Ví dụ như bây giờ bật cái này lên là đèn L4 nó không, đèn L6 nó chưa có sáng nè. Đó, nhưng mà mình bá bát xin nè, bật đèn pha nè. Đây quay lên các bạn thấy à, bật đèn pha nè. Bật pha nè. À, rồi đá bát xin nè. Là nó đi theo với cái đèn pha zin. Nhưng bây giờ mình tắt cái nút này đi. Thì mình bật đèn pha và đá bát xin là nó chỉ có đi cái pha chính thôi, chứ nó không ăn theo cái này. Cái nút này cũng vậy, nó cũng đi theo cái đèn zin luôn. Đây nhìn nè các bạn. Vì do đèn code đang mở nha, cho nên bật lên là cái đèn nhỏ cháy nè, tắt nè, cháy nè. Rồi giờ đá pha nè, nó lên đèn vàng nè. Đó, là đi theo hết. Và muốn xài thì xài, muốn xài thì thôi ha. Vì cái xe này đi buzin cho nên là vẫn phải cần một cái hệ thống kèn nó to lên một tí, thì mình thay cái cặp kèn zin bằng cái cặp kèn, cái kèn zin bằng cái cặp kèn của Hella. Thì cái cặp này là cặp kèn đôi ha, nó có hai tiếng chống máy và phải đi dây liền các bạn. Cái cọc, cái kèn là cái mà rất là hao điện ha. Một cái kèn như vậy là hơn 55W nha. Một cặp này bóp một phát là hơn hai cái đèn halogen lớn á. Đây các bạn coi cái kèn. À, nó kêu rất là to ha các bạn. Rồi đó là cái hệ thống điện gắn thêm. Chiếc này thì cũng được gắn thêm một cái khung chống đổ nữa. Thay vì gắn cái chống đổ, vì do chiếc Z1000 á, cái chống đổ nó kẹp ở đây thôi nè. Thì cái này là làm lại nguyên cái khung luôn. Nó bọc luôn cái sườn, và ngay đây mình kẹp luôn cái có cái bát để mình kẹp luôn cái đèn L6 vô đây. Đó, cái khung này là bên trái. Bây giờ quay qua cho các bạn coi khung bên phải. Ở đây mình có cái khung bên phải này các bạn. Tiếp theo là hai cái thùng của zin của thằng Z1000 SX. Thì này nó có sẵn hai cặp thùng. Cặp thùng này thì đẹp vì nó được thiết kế là theo xe và rất hài hòa. Tuy nhiên là nó hơi dở ở cái chỗ là cái cơ chế mở của nó đó. Khi mà mình bật cái này lên nè, thì nó lại là một cái thùng mở ngang. Nó đổ ra như vậy không? Đồ đạc mình bỏ trong này á, là nó rất là dễ bị xòa xuống. Nên là muốn lấy đồ trong này ra là bắt buộc là phải hở cái thùng xuống, đặt xuống đất mới lấy ra được, chứ khó lấy đồ mà đặc biệt là để đồ nhiều á, mở ra nó xòa liền hai cái bên hông. Nhưng mà lấy ra rất là dễ các bạn, này chỉ cần đẩy lên rút nó ra là ra nè, nha, đẩy nó tới là ra thôi. Rồi sướng nhất là xài chung chìa, một cái chìa này xài cho hai cái thùng này luôn. Và ở đây thì được trang bị luôn thêm cái xe này đi đường chuyên gia đi bụi bị đuổi thường xuyên, cho nên là ở đây có thêm một cái thùng hông nữa. Đó, cái thùng này, thùng sau là thùng của Kawasaki, của xin lỗi, thùng sau là thùng của GV, được trang bị thêm một cái thùng GV nữa.
Và cái thùng này thì có cái đèn hậu tích hợp đi chung với lại cái xe, cho nên là khi bóp thắng á thì cái đèn này nó sẽ cháy. Rồi để mình thử cho các bạn xem nha. Giờ bật chìa khóa nè. Rồi. Đây, đèn đèn hậu đang bình thường các bạn ha. Đạp thắng nè. Đạp thắng nè. Đó. Thấy không? Rồi đạp thắng là đèn sẽ cháy theo ha. Chiếc 1000 SX này nó được một cái hơn với 1000 nữa là ở đây có cái phục chỉnh được. Và chỗ này nó bá đạo lắm nha các bạn. Những cái bạn nhìn thấy lỏng lẻo không? Thực ra là những cái gì mà rung á là kỹ sư họ tính hết rồi. Cái gì mà rung là họ có đệm cao su hết và cơ chế rất là cứng. Mặc dù như vậy nó rung như vậy để cho nó không có bị gọi là gãy rồi các thứ thôi, nhưng mà nó rất là cứng. Ví dụ như nhìn này vui lắm nè. Nhìn thấy ghê không? Nè, cái đồ đi chân nè. Nắm lắc được nè, nhưng nó không phải là nó lỏng đâu, nó vậy á. Nó cứng ngắc. Mấy ống này cứng lắm, nhưng mà nó làm lỏng le đó. Bên kia nó lỏng còn kinh hơn nữa. Qua đây coi các bạn coi nha. Đây, cái này nó lắc, bạn nhìn nó lắc vui lắm. Nhưng mà nó vậy chứ không có sao chừng á, nó rất là cứng ha. Mình đứng lên bình thường. Rồi đó là tổng quan về chiếc Z1000 Deep. Chiếc này thì cũng được lên lại bộ tem. Để màu này là màu nhôm. Màu chrome ha, chrome màu đỏ. Nhìn nó đẹp hơn hồi xưa nhiều, hồi xưa này có một màu đơn điệu đó các bạn. Bây giờ thì được lên thêm bộ tem có những điểm nhấn nhá nè. Đó. Đây, quay gần đây chút xíu ha các bạn ha. Rồi sắp tới thì sẽ có một trải nghiệm 7 ngày với chiếc này. Sẽ có nhiều cái clip về nó cho các bạn xem luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Nhớ subscribe kênh nha các bạn, để liên tục theo dõi những cái video mới nhất và ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt.